Rồi và hello xin các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Đấy và trước khi vào video chính hôm nay thì mình sẽ xin chúc các bạn có một ngày thật là tốt lành nha. Thì hôm nay mình sẽ gọi là đánh giá chi tiết để tất cả các loại dòng cái loại bình nước mà hiện tại đang có bán ở trên thị trường nha các bạn. Đấy thì cái video này là dành cho những bạn nào mà chưa có rành về cái bình nước á, thì các bạn xem video này nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cũng như là phân tích xem ưu điểm và khuyết điểm của từng loại bình nước luôn nha. Ok thì nói chung là trong quá trình mình bán hàng để cũng như là mình sử dụng xài cho mấy con chuột của nhà mình á, thì mình sẽ rút ra được những ưu điểm và những cái khuyết điểm đối với từng loại bình nước và mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn nha. Và đầu tiên á thì hiện tại á là trên thị trường của các bạn thì nó sẽ có hai loại bình nước để dành cho hamster cũng như là chó mèo nha. Đấy thì cái loại đầu tiên là loại bình nước bi. Đấy sẽ dễ người ta nói nó là bình nước bi á, thì ở đây nè các bạn, đây ở ngay cái phần đầu của nó sẽ có một cái viên bi nha các bạn. Đây cái viên bi này nó có thể lăn được nha. Đấy và cái viên bi này á sẽ giúp cho nước nó sẽ không có chảy ra, đồng thời là khi mà con chuột hamster của bạn nó khát nước thì nó sẽ liếm cái viên bi này. Đấy đây để mình quay cho các bạn xem. Đây nó sẽ liếm cái viên bi dưới đây. Đấy và viên bi nó sẽ lăn và nước nó sẽ theo cái chiều của viên bi lăn đó, nó sẽ ra ngoài và con hamster của bạn nó sẽ uống được đó. Thì đây là cái loại dòng bình nước bi nha. Đây đó như thế này. Đấy còn cái thứ hai là bình nước chân không. Đây thì đối với cái bình nước chân không á thì nó sẽ không có viên bi nha các bạn. Cái nguyên lý làm việc của nó sẽ áp dụng theo vật lý học gì đó, nói chung là vậy. Đấy và nó sẽ không có viên bi. Đây mình đây là bình nước chân không nha. Đó thì cái bình nước chân không này á, cái cách sử dụng của rất là đơn giản các bạn. Các bạn chỉ cần đổ nước vào đây nha. Đó đây mình sẽ ví dụ cho các bạn xem luôn. Đây mình có một ca nước mà sẽ đổ nước vào đây. Đấy thì mình thấy có nhiều bạn chưa biết cách sử dụng cái bình nước chân không này như thế nào á, thì các bạn nào mà chưa biết rồi xem video này của mình thì áp dụng theo nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp cái đầu này. Thì khi mà mua cái bình nước về á, người ta sẽ không có lắp sẵn gì cho bạn đâu. Đây các bạn phải tự lắp nha, các bạn lưu ý nha. Cái nó sẽ có hai cái đầu. Đây một cái đầu lớn như thế này và một cái đầu nhỏ như thế này. Đấy thì cái đầu nhỏ thì các bạn ngửa lên vậy cho mình đó. Rồi đối với cái ống này á là nó sẽ có hai đầu luôn, một cái đầu thì nó sẽ lớn như thế này nè. Đấy và một cái đầu thì nó sẽ nhỏ như thế này. Đấy cái lỗ nó sẽ nhỏ như thế này. Đấy ok cái đầu mà lỗ nhỏ thì các bạn cắm xuống như thế này. Đấy đó và các bạn ép nó lại. Đấy các bạn kéo nó ra như thế này. Đấy rồi và cái đầu nhỏ của cái cục cao su nhỏ này nè. Đấy thì các bạn hãy đậy vào cái phần thân bình này. Đấy các bạn đậy kính vào nha. Ok bạn đậy kính vào thì nó sẽ không có bị nhiễu nước nha. Đấy rồi và các bạn chút nó xuống, các bạn lắc một tí nha. Thì thôi là nó không có chảy xuống nước được. Nước của nó thì nó chỉ chảy tới cái phần đầu thôi nha và nó sẽ không chảy nữa. Đấy cái hay của cái bình chân không là nó như thế này. Đấy nó sẽ không chảy nữa và khi mà con chuột hamster của bạn nó uống á thì nó sẽ liếm cái phần đầu nha các bạn. Đấy nó sẽ liếm cái phần đầu này. Đấy và nó sẽ lấy cái lưỡi của nó liếm vào bên trong đi một tí nè thì nước nó sẽ ra. Đấy cái lưỡi con chuột hamster nó rất là nhỏ và nó sẽ vừa với cái lỗ nhỏ này. Đấy đó là hai cái bình nước cơ bản mà hiện tại trên thị trường sẽ bán. Còn cái bình này thì cũng là bình bi thôi các bạn. Đấy cũng là bình bi thôi nhưng mà cái size nó to hơn và một tí nữa mình sẽ nói sơ qua cái bình này cho các bạn xem nha. Ok rồi bây giờ mình sẽ đánh giá từng loại bình luôn nha. Và đầu tiên cái bình nước mà các bạn sử dụng phổ biến nhất và nhiều nhất và mình thấy các bạn xài nhiều nhất luôn á là cái bình bi. Đấy loại 60ml nha các bạn. Đấy thì ngoài cái phiên bản 60ml này ra thì nó có loại là 70 hoặc là 80 hoặc là 100 mấy nữa. Chẳng hạn như cái bình này tới là 450ml này các bạn. Đấy ok đó. Nhưng mà cái loại mà các bạn xài phổ biến nhất là loại bình bi và 60ml nha. Đấy thì khi mà các bạn mua thì các bạn lưu ý nha. Đây mình sẽ lấy một cái bình này mình sẽ ví dụ cho các bạn xem. Thì đây là một cái bình mà nói chung là nó rất là dở các bạn. Đấy nó bị lỗi rất là nhiều luôn đó. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái đầu của cái bình được dởm này với lại cái bình mà nó loại tốt nó sẽ như thế nào nha. Thì như các bạn thấy á, cái bình bên tay phải của mình á, cái bình bên tay phải á, là một cái bình dởm nha. Thì các bạn thấy cái đầu ống của nó các bạn thấy như thế nào đấy, nó bị mẻ đúng không? Đấy cái mẻ này là không phải mình do mình làm nha và nó bị lỗi từ nhà sản xuất sẵn luôn rồi. Đấy nó bị mẻ như thế này. Đấy và cái gia công của nó cũng không được đẹp bằng cái bình bên trái. Còn cái bình bên trái là bình loại tốt, cái bình loại nó không bị rỉ nước. Đấy thì nó sẽ được làm rất là đẹp luôn và nó sẽ không bị mẻ nha. Đấy thì khi các bạn mua thì các bạn nếu như mua bình bi loại 60ml như thế này thì các bạn hãy lựa những cái bình nào mà nó có cái kiểu như thế này nha. Đấy cái kiểu của nó, cái đít của nó bầu bầu xuống như thế này. Đấy ok ở phía trên thì nó sẽ có gọi là chi tiết đồ nó đẹp hơn đó. Còn đối với cái bình này thì nó sẽ đơn giản hơn các bạn thấy không, nó bằng luôn. Ở dưới này thì nó cũng đơn giản hơn, nó không có đẹp bằng cái loại bình tốt này. Đấy thì các bạn mua thì các bạn lựa loại bình này nha. Cái bình này thì nó chỉ mắc hơn cái bình này khoảng vài ngàn thôi các bạn. Đấy
Ok, thì á hồi đó mình bán cái loại bình này nè. Đấy, hồi đó mình chỉ bán cái loại bình này. Nhưng mà mình thấy nó lỗi rất là nhiều các bạn. Thí dụ như là mình lấy về một lần là như là 50 cái. 50 cái thì trong đó là khoảng có 5 hoặc là 7 cái là nó bị lỗi rồi. Đấy. Ok, thì nếu như mà các bạn mua loại bình này á mà bạn mua bình không bị rỉ nước á thì không sao, các bạn vẫn xài bình thường. Nhưng mà lỡ như mà các bạn mua ngay cái bình mà nó bị rỉ nước á thì chắc chắn là nó sẽ nhiễu. Đấy, nó sẽ nhiễu nước. Đấy, từng giọt giọt. Khi mà các bạn mới mua về mà các bạn đổ nước vào á thì nó sẽ không có nhiễu liền đâu. Và khi mà con hamster mình uống một vài lần á nó sẽ bị rỉ nước. Đấy, và dẫn đến là cái chuồng hamster của bạn nó sẽ bị ướt rất là dơ luôn. Đồng thời là ướt lông của con hamster của bạn rất là nhiều. Đấy, các bạn lưu ý cho mình nha. Mua bình nước loại bình nước bi 60 lít thì các bạn chọn cái kiểu nó như thế này nha. Tiếp theo là bình chân không. Bình chân không á thì nó sẽ không có cái hiện tượng là bị rỉ nước các bạn, tại vì nó sẽ gọi là nó nước tới cái chỗ này là nó sẽ ngưng thôi. Đấy. Nhưng mà các bạn lưu ý rằng là cái bình chân không này cái độ bền nó rất là kém nha các bạn. Như các bạn thấy nè, đây là cái ống này thì nó sẽ được làm bằng thủy tinh. Mà nếu như mà các bạn lỡ làm gớt cái ống này xuống khoảng nửa mét thì cái ống này chắc chắn là nó bị vỡ. Bị vỡ thì chắc chắn là các bạn phải mua bình mới luôn rồi, chứ người ta không có bán lẻ cái ống này đâu. Đấy, người ta bán nguyên cái combo bình với lại cái thân bình này luôn. Đấy, cho nên là các bạn mà làm bể cái này thì các bạn phải mua nguyên cái bình luôn, cho nên là nó rất là dễ bị hư so với là cái bình bi như thế này. Cái bình bi như thế này thì các bạn có thể làm rớt đồ thoải mái luôn. Một cái bình như thế thì các bạn mua về á chỉ có 27.000 giá hiện tại bên mình thôi nha. Thì các bạn có thể xài khoảng 3 năm đấy, hoặc là 4 năm đấy, nếu với điều kiện là con chuột của các bạn nó không cắn nha. Đấy, cái thứ hai là cái cục cao su này. Đấy, cục cao su này thì mấy con chuột rất là thích gặm nha các bạn. Đấy, tại vì sao nó mềm mềm á. Đấy, cục cao su nè, nó mềm mềm thì con chuột cũng rất là thích gặm luôn. Và khi các bạn mà gắn vào lòng á thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gắn đúng cách nha. Đây là cái móc nó sẽ đi kèm theo đối với khi nào các bạn mua những cái bình nước. Thì các bạn gắn vào lòng á thì các bạn lưu ý cho mình là gắn ở bên ngoài, chứ các bạn đừng có nên gắn ở bên trong nha, bất kể là lòng nào nha. Nếu như mà các bạn gắn bên trong á thì các bạn sẽ gắn như thế này đúng không? Đây, mình sẽ ví dụ rõ cho các bạn xem luôn. Đấy, thì khi mà các bạn gắn như thế này á thì con chuột của các bạn nó sẽ chắc chắn là nó sẽ cắn cái cục cao su các bạn. Khoảng một và các bạn để một thời gian thôi là con chuột của bạn nó sẽ cắn cái cục cao su này. Ngược lại các bạn phải gắn ở ngoài. Đó. Gắn bình nước á thì thường á là người ta sẽ gắn ở ngoài. Đấy. Thì nếu như mà các bạn gắn ở ngoài như thế thì cái phần đưa vào bên trong á là nó chỉ có phần ống nước này ha. Đấy, và con chuột nó không thể nào mà nó cắn bể cái ống được. Đấy, hay là nó không có thể phá được cái ống này. Ok, thì các bạn lưu ý là gắn cái bình nước ở ngoài bên ngoài như thế này nha. Đấy, để mà tăng thêm cái tuổi thọ cho cái bình nước chân không của các bạn. Đấy. Còn cái khuyết điểm thứ hai là cái lượng nước mà cái bình nước chân không này nó chứa rất là ít. Đấy, nó chứa ít hơn cái bình bi khoảng phần nửa nha các bạn. Đấy. Thì các bạn nào mà mua nuôi một bé thôi thì các bạn xài bình này là ok. Đấy, còn các bạn nuôi hai bé trở lên thì các bạn xài bình bi nha. Cái bình chân không này hiện tại bên mình bán với giá là 20.000 một bình như thế nha. Và nó sẽ kèm theo một cái móc với lại một cái bình như thế này. Đấy, các bạn nào nuôi ít thì có thể mua bình này cho nó xài nha. Đấy, còn cái bình bi này thì 27.000 bình. Đấy, còn các bạn muốn tốt nữa, là lượng nước nó nhiều nữa thì các bạn bỏ thêm 7.000 nữa mua nặng luôn cái bình nước bi. Đấy, cho nó xài được lâu với lại nước nó sẽ nhiều hơn. Đấy, ok. À quên nữa, hồi nãy mình quên hướng dẫn các bạn xài cái bình bi nữa. Đấy, bây giờ cái bình bi nhỏ với bình bi lớn thì nó xài cũng một thứ các bạn. Thì các bạn đổ nước vào đây. Đấy, cái bình bi lớn như vậy nè. Đấy, các bạn đổ nước vào đây. Đổ đầy luôn cũng được, đầy khoảng tới cái cổ qua được nha các bạn. Bình này cũng vậy. Đấy, rồi các bạn đậy nắp lại. Đấy, đậy lại nha, đậy lại cho kín nha. Đấy, rồi, rồi các bạn chút cái đầu ống bi này xuống. Đấy, ok. Rồi các bạn gọi là lăn cái viên bi nè, lăn một tí nha để cho nước nó chảy ra. Đấy, nước nó chảy ra một tí rồi các bạn hãy gắn vào chuồng hamster của bạn. Đấy, và để cho nó uống bình thường nha. Thì khi nó uống á thì cái lưỡi của nó sẽ liếm các bạn. Đấy, lưỡi của nó sẽ liếm và nước nó sẽ theo cái dòng xay của viên bi á thì nó sẽ ra. Đấy, nó tương tự như là cây bút mực của bạn vậy đó. Cây bút mực của các bạn viết á thì nó sẽ có một viên bi luôn, nhưng mà nó rất là nhỏ. Đấy, thì cái viên bi nó sẽ giúp cho mực nó ra đều hơn và đẹp hơn. Đấy, bình nước này nó cũng tương tự vậy, nhưng mà cái viên bi mình nước to hơn rất là nhiều. Rồi, và bây giờ mình sẽ gọi là nói về những cái bình nước nào và nó sẽ phù hợp cho những con hamster size loại nào nha. Đấy, thì cái này là theo quan điểm cá nhân của mình thôi, nhưng mà nếu như mà bạn thấy ok thì bạn áp dụng theo để mua đúng loại cho con hamster của bạn uống. Và nếu như mà các bạn nuôi những dòng hamster nhỏ như là Winter White, Campbell và Robo thì các bạn có thể cho nó uống bình bi như thế này. Đấy, bình nước bi như thế này cũng ok, hoặc là bình nước chân không như thế này cũng rất là ok. Còn cái loại bình lớn bự như này á thì các bạn đừng có cho nó uống nha, tại vì cái miệng của mấy con chuột nhỏ rất là nhỏ. Đấy, cho nên là nó uống loại bình lớn này không được đâu. Đấy, bình này thì các bạn cho bia uống được nè, chuột rắc cũng được, hoặc là chó mèo rồi gì cũng được, hoặc là loại pet nào lớn lớn tí á thì các bạn cho loại uống loại size to này. Đấy, còn từ Robo, Winter White, Campbell cho xuống thì các bạn đừng cho nó uống loại này nha. Đấy, còn đối với cái dòng bia á, bia thì các bạn có thể xài bình nước bi loại này, loại 60 ml như thế này, hoặc là bình nước loại to như thế này.
Đấy, còn cái bình nước chân không này á, thì theo mình thấy thì bia nó sẽ không uống được đâu đâu các bạn. Đấy, tại vì cái lưỡi của con bia nó rất là to, to hơn cái lưỡi con những con chuột nhỏ rất là nhiều các bạn. Cho nên là nó sẽ không, gọi là không liếm vào cái đầu bình nước này được. Đấy. Hoặc là nó có liếm được thì nó sẽ rất là khó khăn luôn, tại vì cái lưỡi nó to mà. Còn cái lưỡi những cái con chuột nhỏ á, thì nó sẽ liếm vào cái đầu này được nha, nó sẽ đút cái lưỡi nó vô cái lỗ nhỏ này được đó, và nó sẽ lấy nước nó uống nước rất là dễ dàng hơn những con bia. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ tóm gọn rồi nha. Và nếu như mà các bạn muốn bình nước mà bạn mua loại bình mà xài tốt, xài bền và xài được lâu dài đấy, thì các bạn mua những cái loại bình bi như thế này. Đấy, bình bi thì các bạn mua loại nào cũng được, nhưng mà đối với những cái bình 60 ml á, thì các bạn lựa chọn những cái bình nào mà nó cứ kiểu như thế này nha. Đấy, kiểu như thế này. Còn cái loại bình 60 ml mà kiểu nó phẳng như thế này á, thì các bạn tốt nhất thì các bạn đừng nên mua. Đấy, mình khuyên các bạn thì tốt nhất đừng có nên mua, vì nó sẽ bị lỗi rất là nhiều. Và nếu như mà các bạn không may các bạn mua ngay cái bình lỗi á, thì các bạn rất khó để đổi lại luôn, với lại là nó sẽ bị nhiễu nước đồ, nói chung là các bạn không thể nào xài được. Đấy, bạn mua lưu ý là mua cái loại này thì mua cái loại bình tốt như thế này nha. Ok, còn nếu như mà các bạn nuôi một con thôi và các bạn muốn tiết kiệm chi phí á, thì các bạn mua bình chân không này nha. Đấy, mua bình chân không này về xài. Đấy, thì bình chân không này á, thì nãy mình có chỉ các bạn cách cách để gắn ở ngoài á, để gắn ở ngoài lồng nha, đừng gắn trong mấy con chuột nó cắn mấy cái này nha. Đấy, nó cắn mấy cục cao su này thì nói chung là banh luôn. Đấy, và các bạn cẩn thận tí, đừng có để cho nó rớt, rớt rồi nó sẽ bị gãy cái ống này, thì các bạn cũng phải mua lại. Đấy, thì cái bình chân không thì cái độ bền của nó sẽ kém hơn bình bi. Ok, và cuối cùng thì mình đã đánh giá xong sơ qua những cái loại bình nước mà hiện tại đang có bán trên thị trường, và đồng thời là mình cũng chia sẻ cho các bạn những cái bình nước nào và phù hợp cho những bạn như thế nào. Thì nói chung là cũng tùy theo mỗi bạn thôi, tùy theo mỗi bạn có sẽ có cái chi phí đi mua bình riêng và cái nhu cầu của bạn xài khác nhau nữa, cho nên là cũng tùy theo cái sở thích cũng như là cái ví tiền của bạn thôi. Đấy, ok, và video mình sẽ đánh giá sơ qua những cái bình nước như thế này thôi nha. Và nếu như mà các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like và cũng như là một subscribe để ủng hộ mình nha. Khoảng ngày mốt mình sẽ có một cái video này cho các bạn xem. Thì ngày mai mình sẽ quay video, ngày mốt mình sẽ đăng tiếp theo cái video tiếp theo cho các bạn xem nha. Và rất mong là các bạn sẽ ủng hộ mình. Rồi, và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.